Đưa cái rổ đây, rổ đây. Gọi con thì gọi ai? Đi bà nhá. Nhiều thế. Hôm nay đẻ đẹp thế. Một con này à? Hai con. Thế à? Ừ. Ôi còn thế nhỉ. Ôi để bón đi anh. Ừ. Ôi đẹp thế. Em vẫn thích nuôi chim đẻ này hơn đấy. Ui, con này còn đực to hơn. Ừ.